Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đó nhiệm màu, trong cái bất cứ khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tọa Như Lai nghệ nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chú Đại Bi, Nam mô Đại Bi Hội Thập Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thập Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thập Phật Bồ Tát. Tiên thủ tiên nhãn và ngài đại bi tâm đại la ni nam mô hắc ra na na đa đa dạ cha nam mô di đà ma lưới đế tam đa dạ bồ đề tam đa dạ ma tam đa dạ ma kulunika dạ an tam đa phật dạ so na đa tọa nam mô tứ lần đổi mô đề dạ ma lưới đế tam đa lăng đa bà nam mô đa đa con tri hà đề ma ma đa sa mê tam a tam đa yu ba a di yon tam đa nam mô bà tam đa nam mô bà dạ ma đa đa đế ta an ma lưới luka đế hắc ra đế dạ đế ma bồ đề tất đa tam đa tam bà ma đa ma đa mê mê đề dẫn kulukulu hi mô đồ luôn luôn bát sa cha đế ma bát sa cha đế đa 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 đi 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 tất cả đại gia cho ra cho ra mà vạc mà ra một đế lệ ha ye tất này tất này ada sam phật ra sẽ loại phật sa bồ sa ra ha ye holo holo mà ra holo holo he ri tất này tất này tất này tất này tất này tất này bồ đề già bồ đề già bồ đề già bồ đề già cho đến đi già nó ra con đi đời đời sinh ra già mình ra tham ha tất này già tham ha tất này già tham ha tất này dùng ngay tham ha đại già tham ha ra con đi tham ha mà ra tham ha tất là tăng một cái giờ tham ha tham ha tất này già tham ha giả kiết ra tất này già tham ha mà ra biết tất này già tham ha ra cận trì mà đại đa dạ tâm ma ma đề tướng đa dạ tâm nam mô hắc ra đắng na đa đa dạ gia nam mô a di đà bồ tát đế tướng đa dạ tâm ma an tiền đô ma đa bồ đề dạ tâm ma an tiền đô ma đa bồ đề dạ tâm ma an tiền đô ma đa bồ đề dạ ta bà khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngày bất kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chương trì tụng nguyện tọa Như Lai nghệ nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Vũ quyển 4. Lại nói này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được như nước, giống như là 10. 1. Tùy thuận pháp thiện. 2. Thường làm cho tất cả pháp sinh trưởng. 3. Thấm nhuần hoan hỷ, tịnh tính vui thích. 4. Khi cho tất cả phiền não tương tục hư mục. 5. Tự tánh lắng trong không ế trước. 6. Dập tắt tất cả phiền não thiêu đốt. 7. Lìa bỏ tất cả mọi khao khát ái dục. 8. Sâu xa khó lường. 9. Trở bằng, không bằng đều xuống mãn. 10. Dứt hết tất cả bụi phiền não. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát tùy thuận pháp thiện? Ví như dòng nước lớn trôi chảy hoặc tuôn ra đều đều hay tùy thuận làm cho cây cỏ thấm nhuần. Bồ Tát cũng vậy, đối với các pháp lành tùy thuận tu hành, tùy thuận lưu truyền, tùy thuận xuất ly, đó gọi là Bồ Tát tùy thuận pháp thiện. Thế nào là Bồ Tát hay sinh trưởng các pháp trong lành? Ví như tánh của nước hay sinh ra tất cả cái cỏ rừng nậm, sinh rồi làm cho tăng trưởng. Bồ Tát cũng vậy, dùng nước Tam Bảo Địa hay sinh ra tất cả pháp Bồ Đề Phần, sinh rồi làm cho tăng trưởng, có thể thành cây tác phiệt nhã, để được tất cả cây trí quả Phật, tất cả pháp trong lành khiến cho các hữu tình thọ dụng. Đó gọi là Bồ Tát hay sinh các pháp trong lành. Thế nào là Bồ Tát được thấm nhuần, hoan hỷ, tịnh tính, vui thích? Vì như nước tự tánh thấm chảy và hay làm cho những vật khác đều thấm nhuần, Bồ Tát cũng vậy, từ giữa lòng tinh thanh tịnh hoan hỷ, vui thích tự tánh nơi tươi nhuần và làm cho những hữu tình khác hoan hỷ, tịnh tính vui thích. Sao gọi là hoan hỷ? Vì thường mong cầu pháp xuất thế gian. Sao gọi là tịnh tính? Nghĩa là quy y Phật, pháp tăng. Sao gọi là vui thích? Vì tất cả lòng thanh tịnh ấy luôn vui thích. Đó gọi là Bồ Tát thấm nhuần hoan hỷ, tịnh tính vui thích. Thế nào là Bồ Tát làm cho tất cả nguồn gốc phiền não dần dần hư mục? Thì nam với như nước hay làm cho rễ cây cỏ hư mục, Bồ Tát cũng vậy, nên vào chỗ tu hành dùng nước Tam Bảo Địa làm cho tất cả của các phiền não dần dần hư hoại. Đã hư hoại rồi thì tánh phiền não tương tục không thể đắc, phiền não ế ác không còn tái sinh. Đó gọi là Bồ Tát làm cho mọi nguồn gốc phiền não dần dần hư hoại. Thế nào là Bồ Tát tự tánh lắng trong tinh khiết không ế trược? Giống như nước, tự tánh của nó trong lặng tinh khiết không ế trược. Sao gọi là tự tánh trong lặng? Nghĩa là do xa lìa phiền trược, tùy miên. Sao gọi là không ế trược? Nghĩa là hay xa lìa tham sân si. Sao gọi là tinh khiết? Nghĩa là hay làm cho các căn được tinh khiết. Đó gọi là Bồ Tát tự tánh trong lặng tinh khiết không ế trược. Thế nào là Bồ Tát chứa sạch mọi phiền não thiêu đốt? Này thì nam, giống như tánh của nước đối với hữu tình nóng bức, khi nóng và ở chỗ nóng đều làm cho hết nóng, Bồ Tát cũng vậy, hay dùng thủy pháp diệt trừ những phiền não thiêu đốt cho hữu tình, đó gọi là Bồ Tát dứt sạch mọi phiền não thiêu đốt. Thế nào là Bồ Tát bỏ tất cả những khao khát và ái dục? Này thì nam, giống như hữu tình bị khát nước bức bách,
Nếu được nước thì liền hết các. Bồ Tát cũng vậy, đối với những hữu tình bị khác dục làm bức bách nên sinh các khổ não, Bồ Tát liền vì họ mà mưa đại pháp vũ. Hữu tình nhờ vậy mà lìa được cảnh giới khao khát, đó gọi là Bồ Tát lìa bỏ tất cả những khao khát và ái dục. Thế nào là Bồ Tát sâu xa khó lường? Này Thiện Nam, như nước thâm sâu rất là khó lường, Bồ Tát cũng vậy, tình tựu bát nhã viên mãn rất sâu xa. Chúng ma và tất cả ngoại đạo không thể đo lường được, nó gọi là Bồ Tát sâu xa khó lường. Thế nào là Bồ Tát đối với chỗ bằng và không bằng đều làm cho sung mãn? Này thì nam với như thác nước chảy mạnh, đối với những chỗ bằng hay không bằng tất cả đều tràn qua. Cũng vậy, thác nước pháp của Bồ Tát tuôn chảy đối với các cõi hữu tình bằng hay không bằng, làm cho tất cả đầy đủ. Do Bồ Tát thương xót các hữu tình nên phát khởi thác nước pháp rộng lớn tuôn chảy mà chẳng bức bách. Các cõi hữu tình không giống như nước kia, đó gọi là Bồ Tát đối với chỗ bằng không bằng đều làm cho sung mãn. Thế nào là Bồ Tát dứt hết tất cả bụi phiền não? Này thì nam, vì như nước hay làm cho những nơi đất cứng rắn đều được mềm mại và làm cho hết bụi bặm, Bồ Tát cũng vậy, dùng trí tuệ nương vào nước Tam Địa làm cho các hữu tình tâm nhiễm cứng cỏi cố chấp đều được nhu hòa, dễ điều phục và hay làm cho dứt sạch bụi bặm phiền não. Đó gọi là Bồ Tát dứt sạch mọi bụi trần phiền não. Này thì nam, Đại Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được ngang bằng như nước. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì ngang bằng như lửa? Những gì là 10? 1. Hay thiêu đốt các khối phiền não. 2. Hay thành thục pháp Phật. 3. Hay làm khô các bùn lầy phiền não. 4. Như khối lửa lớn. 5. Như ánh sáng lửa. 6. Có thể làm cho hoảng sợ. 7. Hay làm cho an ổn. 8. Hay làm cho các hữu tình cùng đắc. 9. Hay khiến cúng dường. 10. Không bị khinh khi. Thế nào là hay thiêu đốt các khối phiền não? Này thì nam, chỉ như lửa lớn có thể thiêu đốt tất cả cỏ cây rừng rậm, những khối ô uế, Bồ Tát cũng vậy, dùng lửa trí tuệ có thể thiêu đốt tất cả triền cái tùy miên tham sân si và những khối phiền não khác. Đó gọi là Bồ Tát hay thiêu đốt các khối phiền não. Thế nào là Bồ Tát có thể thành tục Phật pháp? Này thì nam, với như tánh của lửa hay nấu chín tất cả đồ ăn thức uống thuốc thang và mọi vật, Bồ Tát cũng vậy, dùng bát nhã nội chứng để thành tục Phật pháp mà chẳng thoái thất, đó gọi là Bồ Tát thành tục Phật pháp. Thế nào là Bồ Tát hay làm khô các bùn lầy phiền não? Này thì nam, với như lửa lớn hay làm khô bùn lầy, Bồ Tát cũng vậy, hay làm khô cạn tất cả bùn phiền não, đó gọi là Bồ Tát hay làm khô cạn tất cả bùn phiền não. Thế nào là Bồ Tát như khối lửa lớn? Này thì nam, với như người bị cực lạnh vô cùng khổ sở, được khối lửa lớn làm cho khỏi lạnh hết khổ. Cũng vậy, nó có hữu tình nào bị khổ và lạnh phiền não bức bách thì Bồ Tát dùng lửa bát nhã làm cho tiêu diệt, đó gọi là Bồ Tát như khối lửa lớn. Thế nào là Bồ Tát như ánh sáng lửa? Này thì nam, bây giờ có người ở trên đỉnh núi tuyết, đỉnh núi Mân Đà La đốt lên đống lửa lớn, ánh sáng ấy tỏa chiếu rực rỡ khắp cả một du thị na, hoặc hai du thị na, hoặc ba du thị na. Bồ Tát cũng vậy. Dòng ánh sáng trí tuệ, ánh sáng ấy chiếu rực rỡ khắp cả trăm du thị na, hoặc ngàn du thị na, hoặc trăm ngàn du thị na, cho đến vô lượng ở thăng kỳ xá gia. Trong các thế giới, mọi hữu tình đều nhờ ánh sáng trí tuệ rực rỡ tỏa đến cùng khắp. Hữu tình gặp được ánh sáng trí tuệ này liền phá trừ tất cả vô minh đen tối, đó gọi là Bồ Tát như ánh sáng lửa. Thế nào là Bồ Tát hay khiến cho hoảng sợ? Này thì nam, với nhau thú chúa và những ác thú, thấy khối lửa lớn liền sinh hoảng sợ. Đã hoảng sợ rồi, lánh xa nơi này mà đến nơi khác. Tất cả ma vương và các chúng ma cũng lại như vậy. Khi thấy Bồ Tát tâm chúng, liền sinh sợ hãi. Do chúng tự nghĩ oai lực ánh sáng của mình thấp kém mà lánh xa Bồ Tát, đi đến nơi khác, không dám nghe tên của Bồ Tát, huống gì là diện kiến. Đó gọi là Bồ Tát hay khiến cho hoảng sợ. Thế nào là Bồ Tát hay làm cho an ổn? Này thì nam, ví như có người ở nơi đồng hoang đói khát khốn đốn hiểm nạn khổ lạc mất phương hướng, bỗng thấy được đống lửa lớn liền đi đến đó, hoặc gặp thôn xóm hoặc nơi chăn bò, người ấy thấy rồi không còn sợ sệt, tâm được yên ổn. Hữu tình cũng vậy, ở trong đồng hoang sinh tử hiểm nạn đói khát khốn khổ lạc mất đường chánh,
Khi gặp được Bồ Tát thì sẽ liền mọi phiền não hoảng sợ, thân được an ổn. Đó gọi là Bồ Tát hay làm cho yên ổn. Thế nào là Bồ Tát hay làm cho tất cả hữu tình cùng đắc? Này thì nam, bây giờ đống lửa có sức ấm áp làm cho tất cả hữu tình cũng được sự ấm áp ấy. Như nhà vua quyến thuộc của nhau, già chiêu Đà La cũng đều được sự ấm áp của lửa. Cũng vậy bao nhiêu ân lực của Bồ Tát, tất cả hữu tình, vua chúa quyến thuộc của vua và chiến Đà La đều cùng được ân lực ấy. Đó gọi là Bồ Tát làm cho tất cả hữu tình cùng đắc sự lợi lạc. Thế nào là Bồ Tát hay khiến cho các loài cúng dường? Này thì nam, do nhờ đống lửa là nơi hay làm cho Bà La Môn sẽ nói loại thờ lửa ở trong nhân gian thành ấp xóm làng cúng dường. Bồ Tát cũng vậy, được ở được thế gian hàng trời người A Tấn Lạc nghĩ tưởng như Phật mà đều cúng dường. Đó gọi là Bồ Tát hay làm cho các loài cúng dường. Thế nào là Bồ Tát không bị khinh khi? Này thì nam, như đó lửa nhỏ không thể xem thường vì tánh của nó có thể thiêu đốt. Bồ Tát cũng vậy, đưa vào quả vị giải hạnh sơ học của Đại Thừa, tuy oai lực chưa rộng lớn nhưng tất cả thế gian hàng trời người A Tấn Lạc không thể khinh khi. Vì sao? Vì thế gian trời rồng vượt xoa kỳ đạt vượt A Tấn Lạc biết rằng Bồ Tát này chẳng bao lâu sẽ ngồi nơi đạo tràng Bồ Đề thành vô thượng chánh đại chánh giác. Đó gọi là Bồ Tát được sự không bị khinh khi. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì được ngang bằng như lửa. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì ngang bằng như gió. Những gì là mười? Một, ngang bằng như gió thổi không có xứ sở. Hai, ngang bằng như chỗ gió thổi. Ba, có thể chinh phục định quốc ngã mạn của hữu tình. Bốn, có thể khởi lên mây mưa pháp lớn. Năm, hai, diệt trừ tất cả phiền não đóng bức cho các hữu tình. Sáu, hai, ban khắp cho tất cả hữu tình tịnh pháp đẳng lưu và hơi thở ra vào của mạng sống thiện xảo. Bảy, hay gìn giữ vô lượng mây mưa đại pháp. Tám, hay ăn lập đại pháp tối thắng tất cả mọi thứ trang nghiêm nơi cung điện. Chín, hay ở nơi chúng hội quyết định diễn thuyết pháp, những pháp vi diệu giống như gió thổi các cây kiết ba, hoa vừa ý rụng xuống như mưa. Mười, trong ở tháng kỳ kiếp tích tập vô lượng pháp luân thanh tịnh và tam ma địa giải thoát tổng trì nơi biển lớn núi Tô Mê Lô, núi Tu Di, núi Luân Di, núi Thiết Di. Ấy là nơi chúng hội vây quanh, nếu có chúng sinh nào có khả năng điều phục được thành tựu thì Bồ Tát phát trí phong luân chuyển diệt sở y tất cả không còn. Này thì nam, thế nào là ngang bằng với gió thổi không có xứ sở? Với nhau gió thổi đến mọi nơi mà chẳng có bám chiếu, cũng chẳng có nơi trốn. Không nơi nương tựa, chẳng có hình sắc mà luân hành hoặc tự nhiên. Nghĩa là làm cho tất cả cung điện, nhà cửa, núi Tu Di và các biển, tất cả đều lay động và đều được hoàn thành, có thể làm cho người khác thấy. Bồ Tát cũng lại như vậy, hành dụng khắp tất cả xứ mà luôn không dính mắc. Những gì là tất cả xứ? Là uẩn giới xứ, ở trong tất cả pháp là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Giới là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Xứ là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thanh xứ, tỷ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. Bồ Tát ở trong thế gian, suốt thế gian, tất cả trời người giàu sang lẫy lừng, chuyển luân thánh dương, tích phạm, hộ thế, trở lại tự tại và thanh văn, chuyên giác. Các địa Bồ Tát cho đến nhất thiết trí. Ở trong các số này, Bồ Tát đều không hề dính mắc, là có thể xa lìa chẳng có, chẳng không, chẳng phải một tánh, chẳng phải tánh khác, chẳng phải tánh chân thật, chẳng phải tánh hư vọng. Sự phân biệt của vô lượng phân biệt, vì chẳng có sở duyên, nhưng sở hành của Bồ Tát giải thoát vô ngại. Bồ Tát lại hay thì hiện đến vô lượng vô biên các thế giới khắp mười phương, hiện làm thân đế thích phạm vương hộ thế, vì muốn làm lợi ích cho tất cả hữu tình mà hành tất cả xứ đã qua nhiều kiếp chẳng thể thấy hết do lìa biên tế, vì thân pháp tánh nên xa lìa sự phân biệt của phân biệt. Thì nam, đó gọi là Bồ Tát ngang bằng với gió thổi không có nơi trú. Thì nam, thế nào là Bồ Tát ngang bằng với gió thổi rốt ráo bất tận? Này thì nam, như gió thổi thuận chiều đến vô lượng thế giới có thể thổi một vật mọi vật, làm cho mau chóng luân chuyển và mỗi một vật đều có chỗ dụng của nó. Bồ Tát cũng vậy, như gió thổi vào vật làm cho mọi vật mau chóng đi đến tất cả nơi chốn chẳng cùng.
Bởi Bồ Tát hay đi đến tất cả chúng hội đạo tràng Như Lai và các chúng hội đạo tràng Bồ Tát là ở trong tất cả cung điện các trang tiên chương chuyển tiếp an lập cùng cấp quan sát bao trùm vô lượng các pháp thế tục và pháp tán nghĩa, đó gọi là Bồ Tát căn bản do gió tội rốt ráo không cùng tận. Thì nam, thế nào là Bồ Tát có thể chinh phục đỉnh núi ngã mạn của hữu tình với nhiêu gió tội, có thể làm cho rừng cây trên đỉnh núi Mạn Đà La quật ngã gãy đổ rối rụng? Bồ Tát cũng vậy, nhưng ngọn gió tội kia có thể làm cho rừng cây ngã mạn kiêu căng bung lung của hữu tình ngã gãy rối rụng. Điều gì gọi là đỉnh núi ngã mạn? Nghĩa là các hữu tình ý mình dù có hình tướng sắc lực to dụng tự tại, sống lâu không bệnh hay được sự sống, nghề giỏi đa văn, thông minh trí tuệ, có quyến thuộc thù thắng, lời nói biện tài khiến cho mọi người thích nghe, do đó đam mê kiêu ngạo tự khen ngợi. Vì muốn phá sụp ngọn núi ngã mạn của hữu tình nên Bồ Tát hay thể hiện ra hình tướng sắc lực to dụng mọi việc tối thắng tự tại hơn người kia, nói chánh pháp cho họ để phá sụp ngọn núi cao ngã mạn của các hữu tình ấy, để có thể đem tất cả an trí nơi yên lành thanh tịnh. Đó gọi là Bồ Tát có thể chinh phục đỉnh núi ngã mạn của hữu tình. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát hay khởi lên mây mưa pháp lớn vì nhờ gió sức gió cùng cấp bốn phương phát khởi mây lớn, mây đó như vòng tròn nhiều màu sắc, tiếng sấm rền xa như mây, như âm thanh giữa biển tuyệt đẹp sáng lạng, sâu xa uyển chuyển, lại phát ra những âm nhạc, lời ca có thể làm vui cho vui lòng. Ánh chớp sáng làm óng ánh trang nghiêm rực rỡ, ngày đêm luôn có mưa pháp lớn tuôn xuống. Mưa xuống những thứ báu chảy mãi, tràn khắp cả trăm ngàn câu na cho tha cõi, làm cho các hữu tình hoan hỷ vui thích, làm cho thế gian tất cả cây cỏ rừng rậm lúa mát đều được sinh trưởng. Bồ Tát cũng vậy, dùng đại bi làm gió phát khởi khắp vô biên thế giới trong mười phương, dùng những loại thân tướng làm mây phát ra ánh sáng rực rỡ thù thắng. Sắc tướng hiện có như chớp ánh sáng óng ánh trang sức thanh tịnh kia, vì sự ưa thích của hữu tình mà phát ra âm thanh lớn nói pháp chân thật, giống như tiếng sấm rền dịu màu sâu xa. Có sáu vàng loại ngôn từ sai khác, âm thanh này vang tận hư không đến khắp pháp giới tất cả hữu tình. Mùa xuống pháp lớn che chở tất cả hữu tình ở nơi đường ác và những người chịu khổ liên tục đều được điều khổ, để giúp đỡ các hữu tình này an trí nơi những thế giới trang nghiêm thanh tịnh, làm cho tất cả đều được vui mừng thù thắng, sinh tâm an lạc, giàu sáng lẫy lừng, làm cho được những tướng tốt ánh sáng tròn đầy, ánh sáng đó thanh tịnh rõ ràng chói rực. Lại ở trong tất cả các pháp hội dùng nước mưa pháp đưa lên đỉnh đỉnh hàng trời người, khiến cho họ được hoan hỷ vui thích hơn hết. Thành tựu viên mãn tất cả các pháp bạch tịnh thế gian và xuất thế gian đều làm cho sinh trưởng như mây mưa kia, hay làm cho dược thảo rừng rậm đôi mát được sinh trưởng, đó gọi là Bồ Tát hay phát khởi rộng mây mưa pháp lớn. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát hay diệt trừ tất cả phiền não đang bức cho các hữu tình và như lúc gió thổi và những đám mây biến cấp mưa xuống hương thơm thanh tịnh có thể làm mát mẻ diệt trừ tất cả nó bức cho hữu tình. Bồ Tát cũng phải dùng đại bi làm gió, chánh pháp làm nước, dễ hương thanh tịnh và hương đại nguyện để làm lợi ích cho nhiều hữu tình. Nghĩa là khi hữu tình gần gũi đồng cư với Bồ Tát hoặc nghe thuyết pháp, hoặc thấy hoặc tiếp xúc, đều nhờ đó mà được lợi ích. Đó là những đại nguyện của Bồ Tát dùng nước hương hòa hợp vô thượng này có thể làm cho tất cả hữu tình nơi đường ác tham sân si tà kiến hành ác bần cùng khốn khổ, những cảnh giới vui thích xa lìa, cảnh giới chẳng vui thích hòa hợp. Có thể sinh ra các bệnh, những sự nóng bức như vậy, thải đều tiêu diệt. Nó có thể an trí nơi không ưu não, đó gọi là Bồ Tát hay diệt trừ tất cả phiền não nóng bức cho các hữu tình. Thế nào là Bồ Tát ban cho tất cả hữu tình tịnh pháp đẳng lưu và hơi thở ra vào của mạng sống thiện xảo? Này thì nam, do nhân nơi xuất gió mà có hơi thở ra vào hay duy trì sự sống cho tất cả hữu tình, Bồ Tát cũng phải như sức gió kia hay ban cho tất cả pháp bạch tịnh, hay ban cho những sự phú quý đầy đủ, hay làm cho hữu tình đều được hoan hỷ. Lời nói này thì nam, ví như sức gió rộng lớn hay an lập tất cả thế giới trang nghiêm các loại, nghĩa là gió có thể gìn giữ kim cang luân cùng bảy báu, biển, núi Luân Di, núi Đại Luân Di, bờ có bốn đại châu, núi Tu Di, núi Đại Tu Di. Ngoài ra, núi Bảo, núi Hương, núi Tuyết, cung điện Đa Thích,
Thiện Bỏ Châu và Tiểu Thiên Trung Thiên Đại Thiên Thế Giới. Bồ Tát cũng vậy, dùng đại bi làm chó hay ban cho tất cả hữu tình cung cấp trong 10 phương các khối phước đức để làm cho tăng trưởng an lập thành tựu. Nhớ dựa vào sức gió mà thành tựu núi tuyết, nên biết Bồ Tát ban cho thế gian ruộng phước cũng vậy. Nhớ gió tạo thành bờ của bốn đại châu núi Tu Di, nên biết Bồ Tát thành tựu thanh văn cũng vậy. Nhờ gió có thể nắm giữ tiểu thiên thế giới, nên biết Bồ Tát có thể thành tựu quả bích chi Phật cũng vậy. Nhờ gió thành lập trung thiên thế giới, nên biết Bồ Tát thành lập quả Bồ Tát thừa cũng vậy. Nhờ gió thành lập đại thiên thế giới, nên biết Bồ Tát cũng thế, thành tựu tướng trăm phước được thân Như Lai siêu vượt tất cả thế gian, tất cả thế giới sâu xa thanh tịnh viên mãn rốt ráo cùng khắp cõi hư không. Nghe danh hiệu Phật, tất cả đều cúng dường, rồi tất cả thời an lập tam ma địa Tamari Đa cũng thường trú hiện tiền. Như gió có thể thành tựu nước các biển lớn, nên biết Bồ Tát thành tựu biển Tam Ma Địa cũng vậy. Như gió thành lập tiểu trung đại châu và các núi, nên biết Bồ Tát thành tựu các Đà La Ni, dùng phương tiện thành tục các chúng đệ tử và tất cả hữu tình cũng vậy. Như gió thành lập cung điện Đa Thích, nên biết Bồ Tát có thể làm cho cõi Phật thanh tịnh, công đức trang nghiêm cũng vậy. Nhờ gió có thể tạo thành trận cái kiếp ba, nên biết Bồ Tát thành tựu các địa Ba La Mật Đa và Tam Ma Địa thần thông tự tại, các Đà La Ni xuất trí sáng tâm minh chứng đẳng chánh giác, đại bi vô ý bất cộng đối với tất cả pháp tự tại tối thắng cũng vậy. Này thì Nam, thế nào là tướng trăm phước của chư Phật Thế Tôn? Thì Nam, với như mười phương, mỗi phương có hàng hạ sa số thế giới, tất cả hữu tình ở trong những cõi ấy, mà hữu tình thành tựu khối phước đức gấp 10 lần tam thiên đại thiên thế giới khối phước đức của Luân Dương. Các hữu tình kia thành tựu từng khối phước đức như vậy, cộng lại làm một khối thành số lượng phước đức của một đại chuyển luân vương. Ở phương đông này, qua khỏi số lượng thế giới đã nói ở trước là có số lượng thế giới như trên, tất cả chúng sinh ở trong những thế giới đó, một chúng sinh thành tựu số lượng phước đức như một đại chuyển luân dương đã nói ở trên. Phương Nam, Tây Bắc, bốn góc trên dưới cũng là như thế. Cho nên tất cả chúng sinh ở trong các thế giới tận cõi hư không kia, mỗi chúng sinh thành tựu số lượng phước đức của một đại chuyển luân dương như trước đã nói. Này thì Nam, giả sử mười phương, mỗi phương có hàng hà sa số thế giới, tất cả hữu tình ở trong đó, mỗi hữu tình thành tựu khối phước đức gấp 10 lần tam thiên đại thiên thế giới ở khối phước đức của Đế Thích. Các hữu tình ấy thành tựu từng khối phước đức của Đế Thích như vậy, để tất cả khối phước đức này gom lại thành số lượng phước đức của một đại Đế Thích. Từ phương đông này qua khỏi số lượng thế giới đã nói ở trước, tất cả chúng sinh ở trong những thế giới đó, mỗi chúng sinh thành tựu số lượng phước đức như một đại Đế Thích như trên đã nói. Lần lượt phương Nam, Tây Bắc bốn góc trên dưới cũng lại như thế. Cho nên tất cả chúng sinh ở trong các thế giới tận cõi hư không kia, mỗi chúng sinh thành tựu số lượng phước đức như trước đã nói. Này thì Nam, với như mười phương, mỗi phương có hàng hạ sa số thế giới, tất cả hữu tình hiện ở trong những cõi ấy, mỗi hữu tình thành tựu phước đức gấp 10 lần tam thiên đại thiên thế giới phước đức của phàm vương. Các hữu tình kia thành tựu lượng phước đức của phàm vương như vậy, đem từng khối phước đức này gom lại làm một khối thành số lượng phước đức của một đại phàm vương. Từ phương đông này qua khỏi số lượng thế giới đã nói ở trước lại có số lượng thế giới như trên, tất cả chúng sinh ở trong những thế giới ấy, mỗi chúng sinh thành tựu số lượng phước đức của một đại phàm vương như trên đã nói. Lần lượt phương Nam, Tây Bắc bốn góc trên dưới cũng là như vậy. Cho nên tất cả chúng sinh ở trong các thế giới tận cõi hư không, mọi chúng sinh thành tựu lượng phước đức của một đại phàm vương như trên đã nói. Này thì Nam, như vậy đem tính đếm số lượng phước đức tất cả chúng sinh thành tựu thanh văn bích chi Phật trong các thế giới ba đời tận hư không thế không tế như số vi trần trên đất mười địa đại trí quang minh pháp vân quán đảnh, thành tựu lượng phước đức mười tự tại chư đại Bồ Tát cũng như vậy. Này thì Nam, như vậy đem cộng chung tính đếm lượng phước đức tất cả chúng sinh thành tựu thanh văn bích chư Phật trong các thế giới ba đời tận hư không tế như số vi trần, để bao nhiêu khối phước đức của tất cả chủng loại hữu tình kia như vậy tích chứa cả trăm lần mới thành tựu khối phước đức trong một lỗ chân lông của Như Lai. Đem phước tụ tất cả chỗ lỗ chân lông của Như Lai như vậy tích chứa cả mười a tăng xí đại xí gia gấp trăm ngàn lần mới thành tựu lượng phước đức của một vẻ đẹp trong 80 vẻ đẹp của Như Lai. Đem phước đức của tất cả vẻ đẹp tích chứa cả 10 không thể thuyết
lần mới thành tựu 29 tướng của Như Lai. Như vậy tích chứa cả 10 không thể thuyết không thể thuyết vô số lần thành tựu tướng long trắng giữa chẳng mày của Như Lai. Tướng long trắng đó ánh sáng trang nghiêm thanh tịnh hơn cả nguyệt luân, tròn đầy thanh tịnh, lượng đó gấp ngàn lần, tích chứa số đó 10 không thể thuyết ngàn câu chi lần, như vậy mới thành tựu tướng vô kiến đảnh của Như Lai. Tướng vô kiến đảnh là nơi nhục kế trang nghiêm của Như Lai, vượt hơn thế gian, tích chứa 10 không thể thuyết hằng hà sa số trăm ngàn lần trang nghiêm, với thành tựu tướng tiếng phạm âm của Như Lai. Tiếng phạm âm của Phật phát ra có 6 vạn phần, tùy ý tự tại có thể nói ra những loại âm thanh ngôn từ hòa nhã, tất cả thế gian hết thảy đều nghe, đã làm cho chúng sanh vô cùng hoan hỷ. Thiện nam, đó gọi là tướng trăm phước của chư Phật. Này thiện nam, Như Lai đem tự lượng phước trí vô tận này trang nghiêm cùng khắp, khiến cho tất cả hữu tình được thọ dụng. Thiện nam, cho đến mười phương khắp pháp giới tận tánh hư không, tất cả chúng sinh trong các thế giới, tất cả trụ vào địa tướng 11 pháp vân, đều được những loại tùy tánh ba nghiệp được trang nghiêm ở trong 10 tự tại, luôn được tự tại dùng vàng của Thiền Bộ Châu mà làm các đồ vật, những vật báu để trang nghiêm đều như hư không. Sau đó tính cả hằng hà sa, dùng những đồ đựng báu này đựng lấy khối phước đức trong một lỗ chân lông của Như Lai, ở trong một sát na, lấy thời rồi đi, tầng vị lai tế, lấy đầy rồi đi, mà khối phước đức trong một lỗ chân lông của Như Lai cũng không tăng, không giảm. Này thì nên thân tướng trăm phước của tất cả Như Lai không thể nghĩ bàn. Cái địa là gì? Có 12 địa. Một địa chư phát tập bồ đề tâm, hai địa cực hỷ, ba địa ly cấu, bốn địa phát quang, năm địa diệm tuệ, sáu địa cận lang thắng, bảy địa hiện tiền, tám địa viễn hành, chín địa bất động, 10 địa thiền tuệ, 11 địa pháp vân, 12 địa phổ quang minh Phật. Thế nào là địa vị phát bồ đề tâm? Nghĩa là Bồ Tát này siêu vượt pháp sở hành, hòa giải tất cả người ngu, siêu vượt tất cả trời người thích phạm hội thế thanh văn và chuyển giác trong ba cõi, vượt không mọi thế gian, sở đắc thù thắng, ba nghiệp được trang nghiêm, bởi những loại trang nghiêm, viên quang, sáng tỏa rực rỡ khắp mười phương của biên thế giới, tất cả thế giới, do sức tinh tấn, chỉ một sát nên ở trong vô số thế giới, đến rồi đi, không bị chướng ngại, ở trong tất cả thế giới, bốn đại châu, hoa sen hiện khắp làm ánh sáng lớn, lấy báu trang nghiêm dùng để đỡ chân. Ở trong ngàn thế giới, tòa báu trang nghiêm vô lượng vô biên, tinh cần tu hành tỳ bát xá na, có thể hiểu rõ tất cả các pháp, đối giới cảnh sở duyên không bị chướng ngại, ý được hỷ lạc có thể hiện 10 tướng tốt lành rộng lớn cho đến hiện ra vô số tướng tốt lành cực đại, được không thoái chuyển, qua lại các phương mà không chướng ngại, phóng ra lưới ánh sáng lớn không thể nghĩ bàn, có thể trang nghiêm vô lượng cõi Phật, thân biến thiện xảo, ở trong các thế giới không thể thuyết, hay thì hiện làm chủ vô lượng cho biên thế giới. Giống như ảnh thân Phật thân làm chủ, tự tại thừa nhận quán đảnh làm đại thế chủ, có thể dùng tất cả pháp thế gian và trong thế gian mưa xuống vô lượng ánh sáng pháp bảo làm hội cũng đã lớn, như mây cuồn cuộn bao phủ cùng khắp không giới hạn, trang nghiêm rộng lớn, hay khiến cho ai trông thấy cũng đều ưa thích, tùy thuận tất cả thế gian mà làm cho hữu tình ý vui tròn đủ. Bồ Tát là có thể làm chấn động vô số tất cả thiên hạ, du hành qua lại thương xót cho biên tất cả hữu tình, nơi các đường ác lại hay cúng dường vô biên chư Phật, đối với tất cả pháp môn đều luôn thọ trì, là đối với vô số các tam ma địa tâm trì giải thoát thần thông trí sáng, thường hay diệu dụng thọ lạc cho biên, không còn mong cầu phường các pháp lạc, trong vô lượng và biên đại kiếp được vô công dụng, ly hỷ phân biệt và tăng thêm ánh sáng. Sau đó trải qua vô lượng câu duyên đã cho ta trăm ngàn số kiếp liên hoa, nhập vào đại thừa tu tập những hạnh lợi ta, thâu nhận tất cả tư lương phước trí xuất ly, do thuở xưa hành nhân có vô lượng giống, nên nay được tăng trưởng trăm ngàn lần. Bởi những hạt giống này tăng lên cùng tụ, nên tinh hiệu pháp tánh cũng tăng không khi nào ngừng, đạt được địa thứ nhất. Đây là Bồ Tát chưa phát tâm Bồ Đề mà chứng tánh địa tâm Bồ Đề. Này thì nam, với nhau chuyện lên thánh vương được sắc tướng vượt hơn loài người, chứ không thể vượt hơn sắc tướng tuyệt vời thanh tịnh của chư thiên được. Bồ Tát cũng vậy, đã được quả vị vượt hơn tất cả thế gian thành bao chuyên giác,
nhưng lại chưa được qua vị tánh nghĩa của Bồ Tát. Lại nữa, địa vô văn minh Phật là chứng được chứng sự xa lìa ở giữa và hai bên, không còn như bọn đối với tất cả pháp được tự tại. Trong một sát na quan sát cùng khắp tất cả hữu tình, đạt được tướng lợi ích nhất thiết nghĩa. Thế nào gọi là các tam địa? Là các Bồ Tát chứng tam địa. Tam địa có 10. Một, tam địa dưỡng xuất bảo. Hai, tam địa thiền trụ. Ba, tam địa bất động. Bốn, tam địa bất thoái. Năm, tam địa bảo tích. Sáu, tam địa nhật quang. Bảy, tam địa nhất thiết nghĩa thành. Tám, tam địa trí cự. Chín, tam địa hiện tại Phật tiền trụ. 10. Tam địa kiện hành. Các Bồ Tát này chứng tam địa vô lượng vô biên, từ những Bồ Tát như vậy làm thượng thủ. Là nữa, chư Bồ Tát Đắc Đà La Ni. Đà La Ni có 12 loại. 1. Đà La Ni quán đảnh. 2. Đà La Ni hữu trí giả. 3. Đà La Ni âm thanh thanh tịnh. 4. Đà La Ni vô tận ý. 5. Đà La Ni vô biên truyền. 6. Đà La Ni hải ấn. 7. Đà La Ni biện phong. 8. Đà La Ni liên hoa trang nghiêm. 9. Đà La Ni nhập vô trước môn. 10. Đà La Ni quyết định nhập vô ngại giải. 11. Đà La Ni chư Phật trang nghiêm thần biến. 12. Đà La Ni thành tựu Phật vô biến sắc tướng xuất hiện ở đời. Những Bồ Tát này chứng Đà La Ni vô lượng vô biên, và những Bồ Tát như vậy làm thượng thủ. Thế nào là số loại thần thông của Bồ Tát? 1. Thế nhà trí thông. 2. Thế nhị trí thông. 3. Thâm tha tâm trí thông. 4. Túc trụ tùy niệm trí thông. 5. Thần cảnh trí thông. 6. Lậu tận trí thông. Thế nào là 10 tự tại của Bồ Tát? 1. Mạng tự tại do thọ mạng này trải qua vô lượng ác thân kỳ có thể duy trì khiến cho tồn tại. 2. Tâm tự tại do tâm tự tại điều phục phương tiện mà nhập vào các tam địa không thể nói, luôn được tự tại. 3. Của cải tự tại do đó mà thể hiện trang nghiêm tuyệt diệu cho tất cả thế gian. 4. Nghiệp tự tại là có thể tùy các nghiệp và quả chỉ tục mà thể hiện. 5. Sinh tự tại là có thể thể hiện toàn sinh và tất cả cảnh giới. 6. Thắng giải tự tại là có thể hiện ra thân tướng chư Phật, làm cho mọi thế giới đều thấy đầy đủ. 7. Nguyện tự tại là tùy vào đó mà làm mọi mà mọi nơi và lúc nào cũng có thể chứng đẳng giác. 8. Thần thông tự tại là ở tất cả thế giới hiện ra vô biên những loại thần biến. 9. Pháp tự tại nghĩa là ở trong pháp ấy mà xa lìa pháp môn ở giữa và hai bên hiển bày sáng rõ. 10. Trí tự tại nghĩa là trong một sát na có thể biết tất cả 10 lực vô ý vô ngại giải thoát pháp bất cộng của Như Lai và các tướng tốt tùy hình của các Như Lai trong ba đời, là có thể thị chứng vô thượng đẳng giác. Lại nữa, ở trong một sát na Bồ Tát có thể biết rõ khắp tất cả hàng hà sa số cõi của chư Phật ba đời, là có thể gọi lên nhất thiết trí thể hiện chứng đẳng giác thành tựu đầy đủ các pháp thù thắng. Đây là Bồ Tát thành tựu 10 tự tại. Thế nào là 10 lực của Bồ Tát? 1. Sức ý vui. 2. Sức ý vui tăng thượng. 3. Sức gia hạnh. 4. Sức bát nhã. 5. Sức nguyện. 6. Sức tu hành. 6. Sức chuyên chở. 6. Sức tu hành. 7. Sức chuyên chở. 8. Sức thần thông. 9. Sức giác ngộ. 10. Sức có thể chuyển pháp luân. Đó gọi là 10 lực của Bồ Tát. Thế nào là 4 vô sở ý của Bồ Tát? Một, Bồ Tát nghe pháp Đà La Ni thọ trì đọc tụng diễn thuyết nghĩa ấy mà được vô sở ý. Hai, do Bồ Tát chứng vô ngã nên không não loạn người khác và không hiện tướng ác, câu sinh không lỗi lầm, dành giữa oai nghi, ban nghiệp thanh tịnh mà được vô sở ý. Ba, Bồ Tát dùng bát nhã để làm phương tiện khéo, thông đạt các pháp, làm cho các hữu tình xuất ly, thanh tịnh không bị chướng ngại mà được vô sở ý. Bốn, Bồ Tát không cầu xuất ly nơi thừa khác, tâm chẳng bao giờ quên mất nhất thiết trí, hay được đầy đủ các loại tự tại, phương tiện lỡ cho tất cả hữu tình mà được vô sở ý. Đó gọi là 4 vô sở ý của Bồ Tát. Thế nào là 18 pháp bất cộng của Bồ Tát? 1. Thực hành bố thí không theo người khác bảo. 2. Thị giới không theo người khác bảo. 3. Tu nhẫn không theo người khác bảo. 4. Tinh tấn không theo người khác bảo. 5. Tỉnh lợi không theo người khác bảo. 6. Bát nhã không theo người khác bảo. 7. Hành thâu pháp có thể giúp đỡ tất cả hữu tình. 8. Hai hồi hướng. 9. Phương tiện tiền xảo làm chỗ tự tại, khiến cho tất cả hữu tình có thể chứng tối thượng thừa theo những sự tu hành của họ.
mười không tối lui đại thừa, 11 giỏi thì ở nơi sinh tử niết bàn mà vẫn an lạc. Lời nói thiền sao có thể tùy theo thế tục cùng lời mà khác nghĩa. 12 trí tuệ là dẫn đầu. Tuy hiện tiền phải là những sự tỏ sinh nhưng không tạo tác để các lỗi lầm. 13 thân khẩu ý đầy đủ, 10 nghiệp thiện. 14 giúp đỡ các hữu tình luôn luôn không điều bỏ, tương gắn nhẫn mọi khổ ấn. 15 thường có thể thể hiện sự vô thích cho tất cả thế gian. 16 thường ở trong chúng nhiều khổ não lỗi lầm và ở trong thanh văn mà chẳng quên mất nhất thiết trí, tâm nhân ngọc báu vững chắc thanh tịnh trang nghiêm. 17 nếu khi thọ quả vị nhất thiết pháp vương thì dùng tơ lụa và nước quấn lưới lên trên đảnh vị ấy. 18 thể hiện sự mong cầu luôn gìn giữ chánh pháp của chư Phật, đó là 18 pháp bất cộng của Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trở nên bốn ân nặng, giúp có khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe để phát tâm Bồ Đề, hãy bộc báo thân này đồng sanh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 Kinh Bảo Vũ Quyển 4.